Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog nha quý vị. Thì hiện tại Tiến đang có mặt ở tại tỉnh Thất Bồng Lai quý vị thấy không? Trước mặt của chúng ta đây là tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn mình mới đổi tên thành Thiền An bên bờ vũ trụ đó. Thì ngày hôm nay khi quay trở đây thì chúng ta thấy là cái ngôi nhà mà đang xây thì cũng đã lên tường, lên màu ha, nhìn cũng rất là bự, rất là to, rất là hoành tráng ha. Ngày hôm nay Tiến có mặt ở đây cũng là tường thuật trực tiếp cho quý vị khán thính giả những cái thông tin liên quan tới Thiền An bên bờ vũ trụ. Thì ngày mai ngày 14 tháng 10 thì chính là ngày mà sẽ diễn ra cái phiên phúc thẩm của Thiền An bên bờ vũ trụ về cái tội là lợi dụng tín nhiệm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của tổ chức và nhà nước. Mà tất cả những bị can trong phía bên Thiền An cũng đã có những cái bản án riêng cho mình rồi. Thì ngày mai thì sẽ là phiên phúc thẩm. Thì theo nhiều ý kiến cho rằng thì cái phiên phúc thẩm diễn ra thì cũng không làm có thể thay đổi được gì đâu quý vị. Và tất cả mọi thứ giống như là phải chịu tội trước pháp luật về những cái hành vi của mình, mượn đời, mượn đạo để tạo đời, đi lừa gạt, lừa đảo hả quý vị ha. Thì ngày mai thì theo em suy nghĩ là nó sẽ là y như cái án sơ thẩm nha quý vị. Và những người trong Thiền An chắc chắn rằng sau ngày mai sẽ phải chấp thành. Và trong đó thì có thầy ông nội, và có bà Lê Thu Vân đó, thì cũng sẽ phải chấp hành bản án của mình nha. Thì coi như là hôm nay là buổi cuối cùng nội được tại ngoại ở ngoài, trước khi mà nội được đi vào chính sách của nhà nước, được nhà nước nuôi như vậy ha. Chúng ta thấy được cái khung cảnh hiện tại ở đây thì đóng cửa bích bùng quý vị ha. Thiền An bên bờ vũ trụ mà chúng ta đã từng thấy và từng theo dõi, thì tới giờ phút này đây thì quý vị khán giả cũng đã biết những cái người mà trong Thiền An họ là như thế nào rồi. Thì mấy ngày trước quý vị thấy rằng là cơ quan chức năng họ xuống đây, họ cũng đã lấy mẫu xét nghiệm của 28 người trong Thiền An để về để mà xét nghiệm xem coi có trùng huyết thống hoặc là có mối quan hệ gì trong đây không. Và cái kết quả thì nhiều thông tin hé lộ thì có những cái kết quả rất là bất ngờ về những cái mối quan hệ những người trong Thiền An. Và nhiều ý kiến cho rằng sau cái phiên mà phúc thẩm của tỉnh Thất Bồng Lai thì cơ quan chức năng họ sẽ tiến hành khởi tố thêm cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian sắp tới, và chúng ta phải chờ xem nha. Thì quý vị biết tới thời điểm này thì tất cả những cái thông tin, tất cả những gì mà Thiền An đã làm, những người trong Thiền An đã làm và phía bên luật sư Thiền An đã làm, thì chúng ta thấy là một điều vô vọng, điều là mị để mà câu cứu và giống như là để mà kiếm trục lợi từ những cái mạnh thường quân, những người yêu mến những người trong Thiền An thôi. Chứ thật sự ra những cái bản án trong Thiền An thì họ, quý vị thấy không, quý vị thấy luật sư mà không đi tìm mà bằng chứng, không đi tìm nhân chứng, mà tối ngày có thể là livestream 1 đến 2 lần, thậm chí là 3-4 lần, rồi nào là kêu gọi cái này làm cái này, nào 1.000 chữ ký, rồi phía bên nước ngoài có hai thằng thì Nam Quang và Tiến Dũng thì lại kêu đòi nhân quyền, rồi tất cả vân vân. Nói chung là tất cả mọi thứ là chỉ muốn là trục lợi trước khi mà Thiền An bị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm nha quý vị ha. Đó thì chúng ta biết rằng là nơi đây là không phải là một cái chùa, và nhiều người họ bây giờ rất là lầm tưởng, nhiều người bị nhà luật sư cũng giống như là những người trong Thiền An rất là lầm tưởng, những ông thầy trong đây không có làm gì, không có lừa gạt, không có hại ai. Thì mình xin nói cho quý vị khán giả nghe như thế này, Thiền An bên bờ vũ trụ trước đây là tỉnh Thất Bồng Lai, họ tự nhận họ là như đây là cái chùa, và bây giờ còn những cái video mà họ thừa nhận họ là cái chùa thì cũng được lan truyền trên mạng và được lưu giữ rất là nhiều. Và cái thứ hai là ông Lê Tùng Vân ở trong đây, ông Lê Tùng Vân thì cũng nhận mình là tu sĩ tu ở một cái ngôi chùa lớn và có rất hơn 200, nuôi hơn 200 trẻ em mồ côi, và trong đó có hơn 20 người là những đệ tử của ông Lê Tùng Vân này, là chủ trì của các chùa lớn ha. Nhưng mà sau khi mà bị cơ quan chức năng và bị cộng đồng phát hiện ra đây thì ông nói như đây không phải là chùa mà đây là cái nhà của ông, và ông không có tu ở một cái ngôi chùa nào hết nha quý vị khán giả, và không có vụ mà 200 trẻ em mồ côi, và cũng không có việc là 20 đệ tử của ông Lê Tùng Vân này là chủ trì của ngôi chùa nào hết. Tất cả những thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt, hoàn toàn là vu khống, hoàn toàn là tự PR cho mình lên để mà sao quý vị, để mà lấy lòng của mạnh thường quân, lấy lòng của những người yêu mến tin vào đạo quý vị nha. Và cuối cùng ra cái chiêu trò đó được bị vạch trần từ câu chuyện của Diễm My.
Quý vị thấy không, một cái gia đình người ta đang im ấm, một người con gái đang học có một cái tương lai rất là sáng ngời, tự nhiên một lần quen biết với những người trong Thiền Am bây giờ ha, người không ra người mà bây giờ không biết trốn ở đâu, không biết bây giờ là thành như thế nào nữa rồi. Thì ngày hôm qua Nguyễn Xin có nói rằng là Thiền Am có thể là người mà đã lên dựng kịch bản cho Diễm My để làm lên đấu tố cha ruột của mình. Thì thật sự ra không cần mà Nguyễn Xin lên tiếng nữa, tất cả những người mà người ta đầy đủ thông minh á, người ta đầy đủ trí tuệ và nhiều người, và tất cả mọi người mà người ta chấp nhận cái sự thật, người ta đều biết rằng á, tại sao mà cái nhà của mình thì lại nói là cái chùa, mình là tu tại gia thì mình nói mình tu tại gia đi, tại sao mình lại nói mình là tu sĩ không, ngôi chùa lớn và có 200 trẻ em mồ côi nuôi dạy và 20 trong đó có 20 người là sư chủ trì, tại sao lại bia cho những hình ảnh vậy? Tại vì muốn bia là mình là một người tu đắc đạo này kia đó vậy. Để mà lấy tình thương, lấy tình cảm của cộng đồng quý vị khán giả, để mà dẫn dụ nhiều cô gái nữa. Quý vị thấy không? Đó, bây giờ Diễm My đó, gia đình người ta tìm con 3-4 năm nay rồi không có kết quả gì hết, chỉ vì nơi đây đó. Mà bây giờ con đó, một người con gái đó, có học thức mà bây giờ phải lên tố cha tố mẹ như thế này, thì quý vị nghĩ một điều có bình thường hay không? Chắc chắn là sẽ không bình thường rồi. Và cái điều mà Thiền Am có giấu Diễm My hay không thì không khẳng định, nhưng mà qua tất cả những gì mà chúng tôi tìm hiểu và tất cả quý vị thấy và những gì mà Thiền Am đã làm, giống như là tiếp xúc với Diễm My, rồi nào là quay hình Diễm My và đưa Diễm My lên trên mạng, rồi giờ Diễm My tố cha mẹ và Diễm My mất tích, thì hỏi Thiền Am có liên quan hay không, thì chắc hẳn rằng là những người mà đang theo dõi câu chuyện này liệu họ đều nói từ có hết, đúng không quý vị? Chỉ có những cái người mà đã ăn u mê, có những người mà họ nhận được những cái việc lợi lộc từ việc mà bao che cho Thiền Am mới vậy. Có một số người họ trước đây họ cũng nhận thấy những cái sự thật đó, nhưng mà sau khi mà họ không biết họ nhận được cái lợi lộc hay một cái gì đó, họ quay ngược lại, họ binh, họ bảo vệ dù biết cho nơi đây là nơi sai trái. Những người trong đây đâu phải là tu sĩ đâu, những cái người hàng xóm xung quanh người ta nói Thiền Am mới bị ngủ tới trưa trời chưa chật, rồi tối ca hát nhảy múa, quý vị thấy không, những điều của và họ không có thắp nhang, quý vị thấy không đó, và họ tu nhưng mà họ không biết đọc kinh luôn á. Quý vị có thấy bao giờ mà những cái người trong Thiền Am họ đọc kinh không quý vị khán giả? Không có, mà họ toàn bắt những đứa bé ở trong đây á là để đọc kinh, và tối ngày họ lợi dụng câu chuyện của những đứa bé, mỗi khi mà có tình huống gì xảy ra họ đều lôi những đứa bé vào hết, quý vị thấy không? Bây giờ cái câu chuyện nó lại được tiếp diễn bởi các luật sư, miễn nói câu chuyện gì là đem các đứa bé ra, nhưng mà vì đâu biết rằng á là những đứa bé này là sống đều có mẹ ruột của mình hết đó, vậy mà họ cho rằng và họ nói rằng là những đứa bé này là mồ côi để mà dẫn dụ tình thương cộng đồng, để mà ủng hộ Thiền Am, cũng giống như giúp đỡ Thiền Am đó, mới dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay là rất là nhiều những mạnh thường quân họ đã lên tiếng nói và họ quyết định để mà vạch trần cái Thiền Am này ra đó. Còn những con nhan đệ tử hay là còn những người mà đã bảo vệ bất chấp như bà Lan Lúa hay là một số người khác, họ chỉ vì một số những quyền lợi thôi. Khi mà Thiền Am họ bị kết án rồi thì quý vị biết những người đó nếu mà tiếp tục lên chia sẻ những thông tin sai thì đó là sẽ có tội nha quý vị khán giả ha. Và ngày chúng ta thấy nè, quý vị thấy một cái khu này không, nhà coi nè đó, có ai được hơn Thiền Am không, đất ai rộng hơn Thiền Am không đó, vậy mà tối ngày la là những đứa bé này trong đây ăn mặc thiếu thốn này kia để mà kêu gọi tình thương ha. Nếu mà họ thành thật ngay từ lúc đầu á là không có câu chuyện này xảy ra, và nếu mà họ không giấu Diễm My á, họ không có mối quan hệ Diễm My á, thì chắc hẳn họ cũng không có đến nông nỗi này đâu quý vị. Tại vì bản tính rồi quý vị, tại vì cái những lần trước họ đã làm như vậy và không bị ai bóc trần hết, không quý vị thấy không, con người ta đến đây mất con, thậm chí là còn thưa chồng người ta là tấn công nữa, dựng lên câu chuyện 50 người nè, những cái hàng xóm xung quanh đây nè, những người xung quanh đây nè, người ta nói rất là rõ ràng, ngày đó nhiều người đến đây coi, và gia đình của ông Thắng bà Mai xuống đây chỉ có 12 người thôi, nhưng mà họ muốn dựng lên 50 người tấn công vào Thiền Am, mà trong khi đó quý vị biết á là Thiền Am mở cửa cho vào, xong đó những người dân cãi qua cãi lại cũng có những hành động là chọi qua chọi lại, xong mà bị thương tật dẫn đến nhị nguyên đó, vì bị cái vết thương mà bây giờ quý vị có thấy, bây giờ quý vị coi lại đi, trong phiên tòa trước thì quý vị coi nhị nguyên giờ đâu còn có thấy cái gì đâu, mà yêu cầu người ta phải bồi thường 3 tỷ, quý vị thấy cái lòng tham cỡ nào chưa? Và bây giờ câu chuyện đang được gắt gối nội vị ha, đang rất là quý vị nào quan tâm đến thằng quân nội, để sợ thằng quân nội đủ sức khỏe ngày mai được về với quốc. Quý vị thấy không? Thì tới việc mà người mẹ đó vì không gửi con vô đây, khi mà người ta đòi con lại cũng không chịu trả luôn. Quý vị thấy có một nơi nào mà tu vậy không? Không có một lý do nào hết trơn á.
mà mẹ đến tìm con, mẹ đến đòi con không trả hết, mình đã nhận nuôi là mình muốn làm phước, mình tích đức, mình giúp đứa bé đó, thì lúc ai cũng mong muốn rằng là bé con cái phải có cha có mẹ mới gọi là gia đình, không ai có thể hơn gia đình hết. Dù anh chị có cho vàng cho bạc cho cuộc sống sung sướng đó, cũng hơn gia đình, không hơn bằng người mẹ nữa. Và người mẹ thấy những cái hình ảnh của thầy Nam đưa ra quá đẹp quý vị, nhưng mà cuối cuộc có tìm hiểu không giống như vậy, mà lo cho con mình, mà bây giờ đến tìm mà xin lại con không cho, mà nghe nói là phải đưa tiền bao nhiêu đó mới đi, là con thiện viện nghỉ một cái nơi tu mà như vậy hay không, tại sao lại không trả con cho người ta, không có lý do gì trơn á, đúng không? Ngôi chùa cũng vậy không, giả sử như người ta những đứa bé không, người gia đình không đủ điều kiện, người ta gửi vô chùa, thì khi nào ba mẹ có đủ điều kiện thì người ta nhận về người ta nuôi. Chùa làm việc đó là tích đức, chứ đâu phải là không cho gặp ba mẹ đâu, đúng không? Ba mẹ nào không thương con, không thương sao sinh ra con, đúng không quý vị? Mà sinh ra con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà, đúng không? Cũng thương con lắm, nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn, vì điều kiện gia đình nên người ta không thể nuôi con, thì ta mới đành cắn ruột để mà người ta gửi con, mà cuối cùng là đưa vô đây rồi giờ không trả con. Mà thấy ở nơi đây là những cái biểu hiện như vậy, nó sợ con mình sau này bị ảnh hưởng nữa, thì bây giờ người ta phải đòi con về. Mà nếu mà một người mà tu và chân chính thì người ta trả con, cũng giống như câu chuyện Diễm My thôi. Nếu người tu chân chính người ta sẽ trả con và phiên Diễm My về với gia đình. Mà đằng này phải không, một người bây giờ, một người con gái, một tương lai sáng ngời mà bây giờ không biết bị giấu ở đâu, và giờ lên tố cha tố mẹ mình rồi tố cơ quan chức năng, đến nỗi mà có thể vi phạm pháp luật luôn, mất cả tương lai, mất cả thanh xuân luôn, mấy bạn nghĩ như thế nào, đúng không? Bởi vì tại sao mà bây giờ rất là nhiều cộng đồng mọi người lại lên chia sẻ và lên vạch trần ra cái thiền am này? Tại vì mọi người không muốn những người khác lại bị nơi đây lừa đảo nữa quý vị khán giả. Họ chỉ đưa cho quý vị chúng ta thấy những cái bề nổi thôi, còn những cái phần chìm và những phần xấu xa rất là nhiều, khiến cho người ta phải gợn gáy luôn quý vị. Quý vị có nghe về câu chuyện của ông Lê Tùng Vân không? Nếu mà cái kết quả ADN xét nghiệm mà sau này mà tuyên bố ra là những người này có huyết thống, thì quý vị biết rằng họ lừa đảo cộng đồng rất là nhiều. Và tại mà em hỏi nè, nếu mà họ nói rằng là cơ quan, tính bà Cúc bà còn nói mà quý vị biết không, khi mà cơ quan chức năng xuống làm việc thì giả bộ nằm, hoặc là luật sư xuống nằm la nằm lết, nằm giống như là người không có sức sống vậy đó, mà kêu đi bệnh viện để mà khám tổng quát để mà xác nhận bệnh thì nói thôi sợ nội soi. Mà trước khi người ta nội soi thì người ta cũng chích thuốc tê quý vị, giảm đau có biết gì nữa đâu. Nhưng mà sao, tại sao họ không dám? Tại vì họ sợ, họ sợ bây giờ họ ra ngoài đó thì bệnh nào là ra hết trơn rồi, họ giả bệnh là sao mà được nữa, thì phải chấp hành án thôi, là phải bị tạm giam thôi. Nhưng họ sợ, nhưng mà nhà nước chúng ta khoan hồng cho cái bà Lê Thu Vân này để bà được tại ngoại để mà điều trị bệnh, cũng giống như ông Lê Tùng Vân chờ ngày xét xử, chờ ngày phúc thẩm. Đó là cái sự khoan hồng của nhà nước. Bây giờ họ cứ lấy cái câu chuyện một ông già với một người bệnh sắp chết, đâu có phải đâu, đâu phải là anh bệnh sắp chết hoặc là ông già 80-90 tuổi anh làm những việc sai trái là không bị xử lý đâu. Nhưng mà người ta xử lý, người ta sẽ có những cái khoan hồng cho những con người này. Và câu chuyện của thiền am là không phải vì một cái câu mà nó ngu như bò mà bị xử lý nha quý vị khán giả ha, đừng bị họ dẫn dắt nè. Không phải là vì một cái câu mà ngu như bò mà bị xử lý, mà họ đã có nhiều cái dấu hiệu và nhiều cái lời nói, nhiều cái video đăng lên không đúng sự thật, giống như về câu chuyện của ba mẹ Diễm My nè, về câu chuyện của phía bên công an huyện Đức Hòa nè. Bây giờ những fan bên họ tấn công vào công an huyện Đức Hòa và lập lại cái câu chuyện là 50 người người ta đã xử xong rồi và người ta đã có kết luận rồi, bây giờ lật lại câu chuyện đó làm chi, đúng không? Nếu mà những cái người luật sư chân chính đó, họ sẽ đi tìm hiểu lại những cái đó có sự thật không, lời nói chứng cứ của anh thật, chứ đâu phải là anh đăng lên xong rồi anh xóa là không tính đâu quý vị, đúng không? Đó, quý vị thấy không, bằng những cái chiêu dẫn dụ không, mà bằng những cái chiêu trò để mà đem những đứa bé lên, đem người già, đem phụ nữ lên. Nhiều người không biết, ủa tại sao nơi đó như ông già với ông già gần sắp chết rồi một bà bệnh như vậy mà lại bị xử lý như vậy? Không, câu chuyện bệnh của bà Lê Thu Vân đang là được rất là nhiều dấu chấm hỏi nha. Còn ông Lê Tùng Vân, quý vị biết là bao nhiêu năm qua thì quý vị biết là ông đã làm những điều gì chưa mà la là ông bệnh như vậy, quý vị thấy không? Khi mà quay video á, sống khỏe khỏe đi nhảy tối ngày, thậm chí đóng video nữa. Còn khi mà đối diện cơ quan chức năng thì bệnh này bệnh kia, quý vị thấy chưa? Đó, toàn là thứ giả dối. Quý vị từ lúc tới giờ thì có thấy thiền am bao giờ thật bao giờ chưa? Họ nói rằng họ không kêu gọi ai, nhưng mà quý vị thấy có một cái clip Hoàng Nguyên lên nói rằng xin xe cho các cháu bé để mà chở các cháu bé đi học. Quý vị nói không? Họ lên họ xin tiền, rồi bây giờ họ nói họ không có nữa. Và họ nói rằng cháu bé là mồ côi. Bây giờ nè, khi mà xử xong cái việc mà 31 này, nếu mà cơ quan khởi tố cái vụ việc mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa thì nhiều sự thật sẽ lòi ra nữa, và những người đang mê muội, đang binh vực á thì sẽ lòi ra ánh sáng thôi, đúng không quý vị? Đó,
Ai trả lời cho em đi, tại sao một cô gái đang có một cái tương lai sáng ngời như vậy tự nhiên đi vô trong đây cái là bây giờ về chửi cha mắng mẹ, lên tố cáo cơ quan chức năng, đúng không? Nếu mà ba mẹ Diễm My mà không thương á, giống như là nhiều người nói á, thì cô ta có được học đại học gì không, cô ta có kiến thức không, mà tại sao lại như vậy đó. Tại sao nơi nào không chọn lại chọn Thiền Am bên bờ vũ trụ đó? Bây giờ nếu mà những người trong Thiền Am bên bờ vũ trụ á, nếu mà họ nói rằng kết quả mà ADN sai thì họ tại sao họ không đi xét nghiệm trước đây? Cô Hằng cũng đã nói rồi, nếu mà họ xét nghiệm cô Hằng sẵn sàng cho tiền và chi tiền, thậm chí là kêu người tới nơi xét nghiệm luôn. Tại sao họ không dám? Một cái điều gì quý vị phải nghĩ cho em hỏi rồi, một cái điều gì mà họ không dám cho? Nhiều người nói rằng không cần phải xét nghiệm vì nhân quyền, nhưng mà nhân quyền hay là quý vị muốn ở tù, đúng không? Bị người ta vu khống, giả sử như vu khống 1-2 ngày, 5-3 ngày hoặc nửa tháng 1 năm hay gì á thì nó còn nói được, còn bây giờ 3 năm rồi, đúng không? Mình phải chứng minh cho cái sự trong sạch của mình. Nhưng mà tại sao họ không dám, tới khi mà cơ quan chức năng họ xuống đây để họ xét nghiệm mà họ, cái bà Lê Thu Vân bà còn sợ, bà còn nói rằng á không khớp còn phải dán trùng cho khớp mà đó, vì thấy không, than bệnh luật sư livestream này kia nằm la liệt, tới khi mà cơ quan chức năng lại vậy không nó lại nhảy rồi chửi sầm hết rồi vu khống cho cơ quan chức năng lại không. Người ta đến đây người ta gõ cửa, người ta làm việc rất là rõ ràng, và luật sư phía bên họ vậy không xuống đây chưa biết ngọn nguồn những chân livestream vu khống cho cơ quan chức năng, thì em tin chắc rằng á thì khi mà Thiền Am bị xử lý xong thì những luật sư này của cơ quan chức năng họ cũng xem xét để xử lý những cái hành vi mà vi phạm nhục mạ cơ quan chức năng. Họ chỉ được bảo vệ, bây giờ cơ quan chức năng họ chỉ cấp cho phép cho những người mà trong Thiền Am cho họ bào chữa về cái tội 331 thôi, còn những cái tội khác thì cơ quan chức năng chưa cấp phép. Thì khi mà cơ quan chức năng xuống làm không, và khi cơ quan chức năng xuống làm người ta có đọc giấy tờ, đọc lệnh rõ ràng luôn, vậy mà khi mà qua những cái vị luật sư này thì là nói rằng cơ quan sẽ sáng suốt chạy ra ào ào vô gây gối trong đây, cuối cùng ra là vậy không, hình ảnh video là người ta tung lên, vậy không, thấy rõ ràng người ta đọc lệnh, người ta nói rõ ràng, và những người này thì không hợp tác nữa, cũng mà bây giờ đổi thừa quý vị không, toàn là những cái điều mà vu khống cho cơ quan chức năng thôi. Đây quý vị thấy rằng nè, thấy nhà đẹp không đó, vậy mà ai lên đây khó khăn không đó, thấy không đó, vậy thấy không đó. Mà bây giờ mẹ người bữa hổm mẹ người ta xuống đây người ta đòi con, nếu mà mình còn một chút gì đó mình phải trả con cho người ta, không có lý do gì chứ á. Mà bây giờ quý vị thấy không đó, thì ngày hôm nay em đến đây để mà trường thực trực tiếp cho quý vị khán giả tình hình ở đây để coi thầy ông nội bây giờ ra sao rồi. Chắc ngày hôm nay là ngày cuối cùng nội ở đây để mà tập hợp con nhân đệ tử để mà làm những điều mà nội thích một lần nữa ha quý vị, để mà trước khi mà gia nhập câu lạc bộ Juventus nha quý vị khán giả ha. Thì cái phiên phúc thẩm này em nghĩ cũng không có giảm án được đâu quý vị đó, về những tội chứng rành rành, thậm chí là nhiều khi bị còn tuyên án nặng hơn nữa, thấy không đó. Nói chung là phải trả giá cho những cái việc mình phải làm thôi đó. Thì em sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị trong những video tiếp theo tại Thiền Am bên bờ vũ trụ và phiên tòa ngày mai nha. Quý cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha quý anh chị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.